Và sau đây là phần phỏng vấn Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Chủ tịch nước Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay cha trời Thượng Đế Toàn Năng là cha trời Thiên Thượng Giê-xu cho phép thánh giống nhờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đại diện ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng ta. Thay mặt thánh giống Di Lạc Phật Vương, lãnh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, lãnh hồn của nó và vía của nó cũng đi theo luôn từ quả ngục để mà thánh giống phỏng vấn nó, cũng như cho nó có dịp bày tỏ những gì mà nó rất là ấm ức trong lòng từ năm 1985 cho đến bây giờ mà nó chưa có dịp bày tỏ, đặc biệt là cho Đảng Cộng sản Việt Nam được biết. Đồng bào thấy đây là khuôn mặt Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung mà Thánh Trần Hưng Đạo đại diện ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng ta đã vâng lệnh cha trời Thiên Thượng Giê-xu là Thượng Đế Toàn Năng lãnh nó ra từ quả ngục lần đầu tiên là năm 1985, lãnh nó ra từ quả ngục để trình diện thánh giống Di Lạc Phật Vương. Và chú giống đã tường trình đầy đủ chi tiết về cái phần đó. Có thể nói là hàng trăm lần, chứ không phải là năm ba chục lần. Và ngày hôm nay, một lần nữa, chú giống Di Lạc Phật Vương, sứ giả hòa bình của càn khôn, xin phép cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu cho phép thánh giống nhờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đại diện cho ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng ta lãnh hồn vía Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung từ quả ngục về tới văn phòng Hội đồng lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại để đàm đạo cùng Thánh giống Di Lạc Phật Vương, cũng như để bày tỏ những cái hoang mang và ấm ức trong lòng mà nó đã ước ao được phỏng vấn và được bày tỏ ngày hôm nay cho cộng đồng thế giới được biết nói chung và cũng như cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Chúng con kính lạy cha trời Thiên Thượng Giê-xu là Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng con. Soi sáng cho con hỏi những gì mà ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng con và cùng tất cả những hàng triệu triệu oan hồn đã chết vì thế giới cộng sản và vì thế giới tự do quá trớn. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu. Xin nhận lời chúng con cầu xin. Và cũng như con xin phép
cha trời Thượng Đế Tổng Đăng cho phép. Hồn vía Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành Nguyễn Sinh Cung bày tỏ những ấm ức mà Nguyễn Tất Thành Nguyễn Sinh Cung ước ao được bày tỏ, nhắc nhở và dạy dỗ cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và cho những đảng cộng sản còn quờ quạng ở quả địa cầu. Chúng còn cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu là Thượng Đế Toàn Năng. Xin cho phép chúng con làm việc đặc biệt về phần này ngày hôm nay. Amen. Câu hỏi đầu tiên: Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành Nguyễn Sinh Cung
lý do tại sao mà gia nhập Đảng Cộng sản Thế giới. Lý do chính đáng. Nó đang suy nghĩ để mà nó trả lời đó. Và xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu cho phép nó trả lời một cách trung thực, tận đáy lòng mà thôi. Và nó cho biết lý do nó gia nhập Đảng Cộng sản Thế giới Cộng sản là vì nó ấm ức khi mà nó xin học những chương trình khoa bảng thời Pháp thuộc. Và chính phủ Pháp làm khó làm dễ nó. Lý do tại vì một phần là do ông già nó, Nguyễn Sinh Sắc, nghiện rượu, làm quan phó bản thời nhà Nguyễn, và Nguyễn Sinh Sắc rất là hung hăng. Vào một dịp say rượu và đã đánh chết dân, và Nguyễn Sinh Sắc đã bị đuổi khỏi những chức vụ phó bản thời đó. Và Nguyễn Sinh Sắc, bố của Nguyễn Sinh Cung là Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành Nguyễn Sinh Cung, vì nghiện rượu rất là hung hăng, thường hay đánh đập vợ con và cũng thường hay đánh đập Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành Nguyễn Sinh Cung. Và khi lớn lên, Hồ Chí Minh có ý định theo học các trường Pháp thuộc khoa bảng thời đó, nhưng bị từ chối vì hồ sơ lý lịch ảnh hưởng xấu do Nguyễn Sinh Sắc gây ra. Và Hồ Chí Minh tìm cách xuất ngoại. Qua Âu Châu. Và đời sống rất là khó khăn. Và cũng học hành cũng chẳng tới đâu. Và rồi biết Đảng Cộng sản Thế giới do bọn Nga Cộng cầm đầu và đã gia nhập vào Đảng Cộng sản Thế giới Cộng sản. Trong lúc
bần cùng khốn khổ đã được thế giới cộng sản hứa hẹn đủ mọi thứ. Và Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung đã gia nhập Đảng Cộng sản, Thế giới Cộng sản. Và sẵn có lòng thù hận vì đã sinh học ở các trường khoa bảng thời Pháp thuộc. Vì thế, Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung rất là căm thù. Chế độ Pháp thuộc. Có phải vậy không? Có thiệt vậy không? Nó nói đúng vậy. Thế thì mày có bao nhiêu vợ? Nó trả lời nhiều lắm. Mày có hãm hiếp những thiếu nữ tập kết ra Bắc có hay không? Dạ có. Nó trả lời là có. Bao nhiêu phụ nữ mày đã hãm hiếp? Rất nhiều. Có trả lời là nhiều lắm. Mày có dính dáng đến việc hãm hiếp phụ nữ rồi ra lệnh cho đàn em mày hãm hiếp rồi sau đó giết chết rồi quăng ra đường dựng cảnh là xe đụng chết, có hay không? Dạ có. Nó nói có. Mày có phải là nhân vật Hồ Quang hay không? Trả lời. Một theo thánh ý của Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu. Ra lệnh mày trả lời. Dạ phải. Mà mày có phải là nhân vật Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung? Lấy tên là Hồ Quang hay không? Hay là Hồ Quang là một tên Tàu Cộng nào khác? Nó trả lời, nó có rất nhiều tên. Hồ Quang cũng là nó, trong lúc nó giao du với Đảng Cộng sản Tàu Cộng. Nó ăn mặc cũng giống như bọn Tàu Cộng.
Còn việc mà mày sát hại mấy trăm ngàn đồng bào miền Bắc cho đến một số vùng địa phương ở miền Nam cũng bị ảnh hưởng trong dịp cải cách ruộng đất do bọn Tàu Cộng dàn dựng. Mày đã sát hại nhiều trăm ngàn người, gây ra hàng triệu gia đình tan nát, bị ảnh hưởng vì việc cải cách ruộng đất. Có đúng không? Chính mày. Dạ phải. Nó nói là chính nó. Giết chết mấy trăm ngàn điền chủ, gây tan nát hàng triệu gia đình. Có phải mày sau đó lên đài phát thanh khóc lóc, nhận lỗi, xin đồng bào tha lỗi cho mày, cũng như tha lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam? Có phải mày đã lên đài phát thanh khóc lóc xin lỗi về việc mày đã sát hại mấy trăm ngàn người điền chủ? Có phải chính mày không? Dạ phải. Nó nói phải. Và cái việc mà mày bị bọn con buôn thế giới, bọn thế lực ngầm gài bẫy cho mày chơi gái, chụp hình, gài bẫy mày và mày sụp bẫy. Cái với những sự việc đó có hay không? Dạ có, nó nói có. Mày có phải là tay sai của bọn thế lực ngầm hay không? Dạ phải. Lý do tại sao? Bị gài bẫy. Nó bị gài bẫy, sụp bẫy. Bọn thế lực ngầm dàn dựng cho nó chơi gái này kia, cho nó hút á phiện rồi cả cái. Nó phê quá rồi nó chơi gái này kia rồi. Bọn thế lực ngầm chụp hình quay phim rồi cả cái. Nó trả lời, nó nói là nó bị gài bẫy, bị sụp bẫy. Giờ đây mày có thật sự hối tiếc, ăn năn sám hối vì những việc mày đã làm hay không? Rất hối hận. Nó nói là nó rất hối hận. Thế thì mày ước ao đàn em của mày, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải làm gì để bản án của mày được giảm phần nào? Mày được quyền nói quan điểm của mày một cách chân tình.
tôi ước ao được thả ra để xứ tội chúng nó. Nó nói là nó ước ao được thả ra khỏi quả ngục để xứ tội đàn em của nó. Lý do tại sao? Vì chúng nó chưa nghe lời ông dạy bảo. Còn cái việc bọn thế lực ngầm nó dàn dựng với nhau trong đó, bọn Nga cộng, bọn Tàu cộng, bọn Đông Âu và bọn thế lực ngầm ở thế giới tự do quá trớn, chúng nó đã dàn dựng chiến tranh Việt Nam và đã bắt mày làm nô lệ cho chúng nó, và chúng nó đã hứa hẹn cho mày những quyền chức đóng vai lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như để chiếm đoạt miền Nam. Có đúng như vậy không? Có phải bọn thế lực ngầm làm việc với nhau và đã sắp xếp như thế? Có đúng hay không? Dạ vâng. Nó nói vâng, đúng vậy. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn. Vì chúng tôi đã bị gài bẫy. Nó nói là chúng nó không thể làm khác hơn bởi vì chúng nó đã bị bọn thế lực ngầm gài bẫy. Thế thì mày có hối hận việc mày đã làm không? Vâng, chúng tôi rất hối hận vì những việc chúng tôi đã làm. Tại sao năm 1985 khi mà Thượng Đế Toàn Năng cho Đức Thánh Trần Hưng Đạo đại diện ông bà Tổ tiên Thánh Thần Trăm Họ Bách Việt chúng ta lãnh mày ra từ quả ngục, nhốt mày và mấy đứa đàn em của mày ở tại Đình Làng ở Việt Nam. Đình Làng ở tại gần cầu Bình Lợi, nhà thờ Fatima. Trong lúc mà chờ tao đến gặp mày, thì bọn mày bắt dán ruồi mũi chuột bọ rắn rít trong đình mà ăn.
Tại sao tụi bay không ra khỏi đình để kiếm đồ ăn trong lúc chờ tao đến? Thánh giống biết rồi chúng tôi không dám ra ngoài, bởi vì nhiều quan hồn do chúng tôi sát hại sẽ xé xác, xé hồn, xé vía chúng tôi nếu chúng tôi bước ra khỏi đình. Còn cái việc mà khi mà mày gặp tao bước vô đình làng năm 1985, tại sao mày sấn tới mày định hành hung tao? Mày có thể trả lời chi tiết cho đồng bào được rõ không?